Ok, xin chào bạn. Hello bạn Thu Quang, không biết anh bạn có nghe mình nói rõ không nhỉ anh bạn Thu Quang? Rất rõ luôn. Rất rõ hả? Đáng lẽ là không có lên, nhưng mà thấy anh Lâm Vân Hà vừa vừa rồi phát biểu đó, thì anh em mình đó thì em thì anh Lâm Vân Hà ơi, em chỉ có ý kiến như nè, cái quá khứ của anh đó, em còn không cần biết, nhưng mà bây giờ mà nghe anh nói đó, rất là cảm động. Là lý do tại sao cảm động, chính cái lời nói của anh đó đã cho thấy được là những người ở trong nước rất là tự hào về anh. Em không nói cái quá khứ của anh nha, em nói cái hiện tại bây giờ mà anh đang nói đó, là những gì mà anh đã trải qua đó, thì em không có nói về cái quá khứ, nhưng mà những gì mà bây giờ mà anh phát biểu mà anh nói vậy đó, là anh mang lại cái lộc và cái phước cho những người dân tộc Việt Nam, mà cho những người mà những cái thành phần mà một số những người mà vẫn còn mê muội đó, là anh đang giúp những người đó nhìn được cái sự thật, là chính cái bản chất của những thành phần mà chống cộng ở hải ngoại này nè, là họ đang lợi dụng để mục đích của họ là gì, việc kiếm cơm và đời sống và xuống dạy. Anh Lâm Văn Hà ơi, em cũng là người Việt kiều, em sống ở Mỹ á, gần đây 40 năm rồi, và cái nỗi khổ của những người mà yêu nước ở Việt kiều ở hải ngoại này nè, nhiều khi đó họ không có cơ hội, nhưng mà bây giờ đó anh đã từng trải qua cái quá khứ của anh, thì bây giờ anh đứng lên anh nói về cái sự thật, đó là một người có bản lãnh, em nói nha, đó là một người có bản lãnh, cho nên anh phải tự hào, và anh nói là anh hứa là anh sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ. Thì em cũng hy vọng anh đó, là những gì anh nói cũng giống như là cái lời nói như là đinh đóng cột. Tại vì á, khi là một người, anh nói là anh đã gần 60 tuổi rồi, thì cái tuổi đó mà anh đã nhận ra, đối với em đó, tuổi tác không gì là cả, mà Đúng cái rồi. quan trọng là cái thời gian đó anh nhìn nhận ra hay là không, cái đó là cái quan trọng. Cho nên á, bây giờ hồi xưa giờ là anh không biết là tổ ấm, anh không biết sai tổ ấm như thế nào, nhưng mà bây giờ anh bắt đầu, có thể là năm này nè, là năm tuổi của anh đó, là chính anh đó, là người ta nói là cái giờ thiêng liêng đó, là năm này có thể là năm anh bắt đầu sai tổ ấm lại. Thì đối với em á, không cần biết anh sai nhỏ hay sai lớn hay là sai một chút nào đó, không quan trọng. Quan trọng đó, anh bỏ cái công sức nào ra đó, anh nói lên cái sự thật cho cái tình đồng bào, nhất là những người ở trong nước và một số những người kiều bào, họ nghe lời những gì mà anh nói thì họ sẽ mở được cái tư duy ra, và họ phải biết được đó, đúng chính là những kẻ thành phần mà Việt kiều ở hải ngoại này nè, chống cộng này nè, là những thành phần chỉ có đó bóp méo sự thật và xuyên tạc và lừa gạt và gây quỹ để tự tự họ đó xây dựng về cái vấn đề mà cơ sở gì đời sống của họ đó, đó là những thành phần mình gọi là bị bợm đó. Thì em thì rất là cảm ơn, hy vọng là một ngày nào đó anh em mình có thể trao đổi tiếp về những cái vấn đề mà bên hải ngoại lý do sao sao đó, thì em sẵn sàng sẽ trò chuyện, giống như là chú Cầm mở live hay là anh Thơ Quang bây giờ hiện tại mở live, là cũng có cơ hội để gặp anh, thì em chỉ có ý kiến vậy thôi. Cảm ơn anh Thơ Quang và anh em cho mình lên có vài phút chia sẻ với anh Lâm Văn Hà, cũng cảm ơn mọi người tại cũng đang đi hành quân công tác đó. Ok, cảm ơn anh bạn Thơ Ok Quang nha, bạn. cho mình xuống nha, cảm ơn anh. Ok. Ok, cảm ơn hai vị. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.